Thưa quý vị, hôm nay ngày 17 tháng 7, kỳ họp thứ 22 Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 bước vào ngày làm việc thứ hai, cũng là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đồng chủ trì kỳ họp. Cùng dự ngày làm việc thứ hai có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Đặng Minh Thông, ông Lê Ngọc Khánh và ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành. Trong sáng nay, các đại biểu tiếp tục các nội dung chất vấn liên quan đến các lĩnh vực môi trường, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh. Mở đầu ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, đại biểu Hội đồng nhân dân cho biết, 5 năm qua, chưa có dự án nào hiện thực hóa cho mục tiêu chuyển đổi từ việc chung lắp rác hợp vệ sinh sang phân loại đốt rác đi vào hoạt động. Tôi xin phép được hỏi Ủy ban nhân dân tỉnh ba nội dung như sau. Thứ nhất, khi nào hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động dự án nhà máy xử lý chất rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện trong khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ và dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo. Thứ hai, việc chậm thực hiện các thủ tục trên thì do quy định của pháp luật hay do nguyên nhân chủ quan từ thủ tục hành chính hay trách nhiệm của tổ chức cá nhân? Thứ ba, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới là gì? Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, hai dự án trên đã có chủ trương thực hiện từ đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, do hai dự án đốt rác có phát điện, trong quá trình triển khai thì luật quy hoạch có hiệu lực nên các bộ ngành đã hướng dẫn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải đồng bộ vào quy hoạch tỉnh. Đồng thời, theo quy định của quy hoạch điện 8, các dự án có phát điện phải lấy ý kiến của Bộ Công Thương. Hiện tỉnh đã lấy ý kiến Bộ Công Thương và Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương chậm nhất tháng 8 này phải hoàn thành các kế hoạch cho đầy đủ để các tỉnh triển khai thực hiện. Riêng đối với dự án nhà máy xử lý rác tại huyện Côn Đảo, do có liên quan đến đất rừng nên phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thường xuyên đeo bám, làm việc với Bộ Công Thương sớm hoàn tất thủ tục để triển khai các dự án. Dự kiến các nhà máy xử lý rác đốt phát điện sẽ ứng dụng công nghệ của các nước G7. Quá trình xử lý rác sẽ tuần hoàn toàn bộ. Hiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đánh giá xong năng lực của chủ đầu tư theo tiêu chí đảm bảo công nghệ, đảm bảo năng lực tài chính và đã có kinh nghiệm thực hiện dự án tại Việt Nam. Trong thời gian chờ thực hiện cái dự án này thì tỉnh sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ cái công tác thu gom xử lý rác trên địa bàn tỉnh mà bà con đã quan tâm, để làm sao chúng ta quản lý chặt chẽ để tránh cái việc ô nhiễm môi trường như đã xảy ra trong thời gian qua, đặc biệt là cái phương tiện vận chuyển trên các đường mà bà con tri cũng đã kiến nghị là không để rơi vãi và ô nhiễm môi trường.